phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, một số hàng ăn đã bắt đầu mở cửa trở lại. Sau một thời gian dài cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khi được nới lỏng, phở là lựa chọn của nhiều người. Sau bao nhiêu ngày giãn cách thì hôm nay mới được ăn một bát phở, đó sướng, rất là sung sướng. Mình vẫn phải thực hiện theo đúng cái chỉ thị của Chính phủ được đề ra. Được mở cửa thì tôi cũng rất là cảm thấy rất là vui mừng, vì chúng tôi cũng chỉ trông mong một cái hàng ăn này thôi, mà bây giờ bị đóng cửa là cả nhà cũng nhịn theo. Người ta bảo là một thời gian ở nhà không được ăn phở, giờ ai cũng vui, ai cũng bảo thèm ăn phở quá rồi. Cũng trên con phố này, nhiều hàng ăn đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở cửa. Điều này mang lại sự phấn khởi cho các chủ hộ kinh doanh sau chuỗi ngày dài phải đóng cửa. Không giờ tối hôm qua là dân tình được nghe tin thì cũng phấn khởi. Sáng nay cũng háo hức, có nhà chuẩn bị được thì cũng mở cửa và đón khách. Mọi người, con cháu cũng phấn khởi, nghỉ nhiều quá cũng chán. Khách hàng đến ăn thì khoảng cách là 2 mét một người. Trên địa bàn thủ đô, nhiều mặt hàng không thiết yếu cũng đã bắt đầu kinh doanh trở lại. Việc mở cửa trở lại giúp họ trang trải được phần nào kinh tế sau 3 tuần ngừng kinh doanh. Qua thời gian vừa rồi chúng tôi cũng nghỉ một là kinh tế nó cũng khó khăn. Ơn Đảng, Chính phủ đã mọi lối rộng cái ngăn cách đó để cho chúng tôi trở lại cuộc sống bình thường và kinh doanh bình thường, ổn định xã hội. Theo ghi nhận, nhiều quán cà phê lượng khách khá đông nhưng vẫn nghiêm túc thực hiện giữ khoảng cách an toàn. Đường phố đã trở lại đông đúc như ngày thường. Bên cạnh những quán ăn mở cửa trở lại, nhiều hàng quán vẫn đóng và duy trì trạng thái bán mang về. Mặc dù đã bắt đầu hoạt động trở lại, song các cửa hàng, cửa hiệu vẫn tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan chức năng như yêu cầu khách mang khẩu trang, bố trí chỗ ngồi hợp lý nhằm ngăn ngừa dịch bệnh.